Hà Anh Tuấn kể chuyện những vết thương lành. Hà Anh Tuấn kể về hành trình âm nhạc mang đến sự chữa lành cho khán giả cũng như chính anh trong phim tài liệu Những vết thương lành. Tác phẩm lấy cảm hứng từ concert tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 8 năm 2022. Dài 81 phút, phim được chia ra thành 3 chương, tương ứng 3 đợt tổ chức live show. Từ việc chứng kiến hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh hoàn mình trong đại dịch hồi năm 2021, Hà Anh Tuấn thực hiện chuỗi đêm nhạc gặp gỡ, tâm tình cùng khán giả. Xuyên suốt phim, ca sĩ xuất hiện như một người dẫn dắt, kết nối người xem đến với vết thương của chính anh và bốn nhân vật thông qua giai điệu. Hà Anh Tuấn nói từng chứng kiến bố nằm trên giường bệnh với căn bệnh ung thư phổi nhưng không thể làm gì khác. Anh dùng âm nhạc để xoa dịu sự day dứt của bản thân. Ca sĩ kể câu chuyện của nhà hoạt động xã hội Nguyễn Thị Vân, người bị khuyết tật, mang trong mình nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần khi vừa sinh ra. Tuy nhiên, chị mạnh mẽ tìm cho mình con đường riêng, bảo vệ những người yếu thế. Nhạc sĩ Ngọc Lễ xuất hiện trong phim, nói về cảm xúc khi đứng trên sân khấu nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh, đầy kỷ niệm, sau nhiều năm xa quê. Nghệ sĩ nhìn lại những tâm tư dành cho âm nhạc của anh, nâng niu. Biết ơn chúng. Nhân vật thứ ba là Nguyễn Văn Thái, người sáng lập tổ chức Save Việt Nam Sờ Biêu Lai, góp phần lên tiếng về việc động vật hoang dã bị tàn sát. Nhân vật cuối cùng là đạo diễn, bác sĩ, phóng viên chiến trường Nguyễn Thị Xuân Phượng, 90 tuổi, người luôn mang theo mình vết thương của chiến tranh. Tim không xoáy sâu, vết sẹo của các nhân vật mà hướng đến cách suy nghĩ lạc quan. Điều đáng nói, dù tôi hát bằng nỗi đau, khán giả vẫn cười. Tôi thấy hạnh phúc hơn khi những nhạc phẩm của mình có thể mang lại niềm vui cho người khác và được họ đồng cảm, anh nói. Trong suốt chiếu dành cho truyền thông, chiều ngày 17 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Anh Tuấn cho biết chưa từng xem qua phim trước đó. Khi đứng trên sân khấu, anh hay bộc bạch trạng thái, cảm xúc với khán giả nhưng sợ nhìn lại những hình ảnh đó trên màn hình. Vì vậy, nghệ sĩ không can thiệp vào quá trình quay các cảnh hậu trường hay dựng hậu kỳ cho phim. Ekip sử dụng nhiều thước phim tư liệu cũ lẫn mới. Các khoảnh khắc xưa và nay của nhân vật được đặt song song trên màn ảnh để bật lên thông điệp chính của phim. Khi nhìn về cuộc đời với nỗi đau, ta thấy sống thật trọn vẹn. Đạo diễn Bùi Thạc chuyên nhận xét cách ekip kể câu chuyện bằng âm nhạc, thông qua nỗi niềm của từng nhân vật rất thú vị. Tôi thích lối tự sự đầy ngẫu hứng của Hà Anh Tuấn trên sân khấu với cảm xúc rất thật. Theo đạo diễn Cao Trung Hiếu, ekip không đặt mục tiêu về doanh thu mà chỉ muốn lan tỏa thông điệp tích cực của bộ phim đến người xem. Hà Anh Tuấn bắt đầu nổi tiếng khi vào top 3 sao Mai Điểm Hẹn 2006. Các album Sài Gòn Radio 2008, Cocktail 2010 và Street Trip 2015 lần lượt được đề cử giải cống hiến. Cuối năm 2016, Hà Anh Tuấn ra mắt dự án âm nhạc Si Sinh Xe gồm 10 tập phát hành trên YouTube. Dự án kéo theo chuỗi live show gây tiếng vang vào năm 2018, 2019, 2021 như Fragile, Sweet Memory, Romancer, Người đàn ông bông hoa trên ngực trái, Truyện ngắn, Western. Năm 2022, anh thực hiện 3 đêm nhạc Những vết thương lành. Hồi tháng 2, ca sĩ mời nhạc sĩ Kitaro tham gia concert Chân trời rực rỡ tại Ninh Bình. Giọng ca sinh năm 1984 còn gắn liền nhiều hoạt động cộng đồng, thiện nguyện. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.